thi hài Bác Hồ trong lăng Bác là thật hay giả? Kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với số mới nhất của Tuyệt Mật. Quý vị thân mến, đúng 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi mãi mãi, để lại nỗi mất mát lớn lao không gì có thể bù đắp được cho Đảng và nhân dân Việt Nam. Ngay khi người qua đời, thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, ngày 29 tháng 11 năm 1969, Bộ Chính trị Trung ương quyết định, với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng lăng của Người. Suốt những năm qua, thi hài Bác được đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của Việt Nam bảo quản rất tốt, từ chòm râu tới mái tóc hay những nét đặc trưng của Người lúc sinh thời đều được giữ nguyên vẹn. Điều này khiến nhiều người dân đi viếng Bác thắc mắc rằng, không biết đó là thi hài Bác thật hay chỉ là tượng sáp. Song ít ai biết rằng, không giống như các công trình lịch sử khác, nhiều du khách lần đầu đến viếng lăng Bác đều ngạc nhiên khi biết lăng chỉ mở cửa vào 5 buổi sáng trong tuần. Và phải tới 55 năm sau, những bí mật này đã được một thành viên chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiết lộ, khiến nhiều người không khỏi sửng sốt. Vậy rốt cuộc, thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong lăng là thật hay tượng sáp? Quý vị hãy cùng tìm kiếm câu trả lời trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, hiếm thấy trong lịch sử có con người nào mà tên tuổi và sự nghiệp lại gắn bó với vận mệnh của cả một dân tộc, một đất nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thể tìm thấy hình ảnh Người trong từng hơi thở của mỗi người dân và cũng có thể tìm thấy số phận mỗi người dân trong từng ý nghĩ của Người. Bác Hồ là tên gọi trìu mến nhất, thiêng liêng nhất mà cả dân tộc đã dành để gọi vị lãnh tụ kính yêu của mình. Bác giản dị và gần gũi. Không có khoảng cách nào giữa một người dân bình thường với lãnh tụ lại được rút ngắn như vậy. Từ lâu, Bác đã trở thành một lẽ sống không thể thiếu được trong đời sống chính trị và tinh thần của đất nước. Người là một cá nhân, nhưng Người cũng đã trở thành tất cả. Đã có biết bao nhiêu người anh hùng trước giờ phút hy sinh đã hô lớn: Hồ Chủ tịch muôn năm, Bác Hồ muôn năm. Lời hô giản dị và tha thiết ấy trước kẻ thù trên nhiều pháp trường đã vang lên như một lời thề thể hiện khí phách tận trung với nước, tận hiếu với dân của người chiến sĩ cách mạng. Đó cũng là niềm mong mỏi da diết, là lời cầu chúc của người chiến sĩ cách mạng đối với sức khỏe của Bác. Người sắp hy sinh cầu chúc cho Bác mãi mãi khỏe mạnh, sống lâu. Người sống cũng luôn khao khát Bác trường sinh cùng với dân tộc, với đất nước. Nhưng sức khỏe của Bác lại hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của toàn Đảng, toàn dân ta. Và giữa những năm 60, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đang ở vào giai đoạn quyết liệt nhất. Nửa triệu quân Mỹ đã đổ bộ ồ ạt vào miền Nam, tiến hành cuộc chiến tranh cục bộ tàn khốc nhất trong lịch sử. Tin tức về những người dân vô tội bị sát hại, những làng mạc trù phú ở miền Nam bị tàn phá đã trở thành nỗi đau nhức nhối thường xuyên của Bác. Cùng với tuổi tác, sức khỏe của Bác mỗi ngày một suy giảm. Đã có một câu chuyện kể lại rằng, thấy Bác suy giảm sức khỏe vì hút thuốc lá nhiều, các bác sĩ đề nghị Bác không được hút thuốc nữa. Bác chấp hành. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, các bác sĩ lại phải để Bác hút thuốc trở lại. Vì bỏ thuốc, sức khỏe của Bác có phần sa sút hơn. Điếu thuốc là người bạn duy nhất của Bác trong những giờ phút riêng tư, khi tất cả mọi người sau một ngày làm việc với Bác đều trở về với cuộc sống gia đình êm ấm của mình. Năm 1962, khi phái đoàn đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra thăm miền Bắc, trước khi về, thay mặt cho 14 triệu đồng bào miền Nam lúc đó, đoàn chỉ có một yêu cầu với Trung ương Đảng và nhân dân miền Bắc, đó là phải cố gắng giữ gìn sức khỏe của Bác cho thật tốt, để đồng bào miền Nam có thể gặp được Người khi nước nhà hoàn toàn thống nhất. Tháng 5 năm 1967, sau lễ mừng thọ nhân ngày sinh thứ 77 của Bác, Bộ Chính trị đã triệu tập một cuộc họp bất thường để bàn việc bảo vệ sức khỏe của Người và chuẩn bị giữ gìn thi hài Bác lâu dài sau khi Người qua đời. Cuộc họp do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trì. Hội nghị đã xác định, vấn đề quan trọng đặt ra lúc này phải đảm bảo hai yêu cầu. Một, phải tuyệt đối giữ bí mật, nếu không nhân dân sẽ hoang mang, lo lắng và Bác sẽ phê bình Bộ Chính trị, không cho phép triển khai thực hiện chủ trương này. Hai, phải chọn một số cán bộ y tế giỏi gửi sang Liên Xô học tập về khoa học giữ gìn thi hài. Nhân sự cụ thể giao cho Ban tổ chức Trung ương lựa chọn. Hội nghị cũng nhất trí giao nhiệm vụ đặc biệt này cho Quân ủy Trung ương
vì quân đội sẵn có truyền thống nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Mặt khác, Bộ Chính trị cũng chỉ định đồng chí Nguyễn Lương Bằng thay mặt cho Trung ương Đảng trực tiếp theo dõi và chăm sóc sức khỏe của Bác. Vốn là một người sống giản dị, Bác luôn luôn lo lắng đến vận mệnh của dân tộc, của đất nước. Bác thường kêu gọi Đảng, toàn dân ta thực hành tiết kiệm. Bởi vậy, quyết định trên của Bộ Chính trị là hoàn toàn trái với ý nguyện của Bác. Sau khi qua đời, Bác chỉ có một nguyện vọng, hỏa táng thi hài Bác, lấy tro đựng vào 3 chiếc bình, đặt trên 3 ngọn đồi thấp ở 3 miền, Bắc, Trung, Nam, để đồng bào cả nước có thể đến với Bác và để Bác mãi mãi được gần gũi với dân, với nước. Bác còn dặn thêm rằng, trên mỗi ngọn đồi phải được trồng thật nhiều cây có bóng mát và làm nhà để nhân dân có thể ngồi nghỉ mỗi khi lên viếng Bác. Nhưng việc giữ gìn thi hài Bác cho đời đời con cháu mai sau được chiêm ngưỡng lại là nguyện vọng thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân ta. Đó sẽ là phần thưởng vô giá mà Đảng ta dành cho các thế hệ tương lai của đất nước. Để công việc được triển khai sớm, Bộ Chính trị quyết định cử đồng chí Lê Thanh Nghị thay mặt Đảng và Chính phủ ta sang Liên Xô hội đàm đề nghị bạn giúp đỡ, từ công tác đào tạo cán bộ đến việc giữ gìn lâu dài thi hài Bác. Dĩ nhiên, chuyến đi này, đồng chí Lê Thanh Nghị cũng phải giấu, không để Bác biết. Xuất phát từ lòng kính trọng và nhận rõ vị trí lớn lao của Bác đối với phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cộng sản quốc tế, Đảng và Chính phủ Liên Xô khẳng định ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam không hoàn lại trong việc giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng lăng của Người. Chuyến đi là một thành công lớn, nhưng cũng bắt đầu từ đó, trong lòng mỗi người biết tường tận về sức khỏe của Bác, bắt đầu xuất hiện một khoảng trống. Một khoảng trống còn mơ hồ, nhưng không gì có thể bù đắp. Đó là sự thiếu vắng Bác trong tương lai mà mỗi người dân, mỗi người lính sẽ phải gánh chịu. Không ai muốn điều đó, nhưng lại không thể không nghĩ đến nó. Đó là giai đoạn quyết liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Bị thất bại nhục nhã sau 2 mùa khô phản công chiến lược, Johnson điên cuồng tung thêm những đơn vị tinh nhuệ nhất vào chiến trường miền Nam và tăng cường đánh phá miền Bắc. Những phi đội AD-6, F-105, F-4 từ Korat gây tang tóc cho các làng mạc, thành phố trên miền Bắc. Còi báo động của thủ đô chốc chốc lại rú lên cùng với giọng người phát thanh viên báo tin máy bay địch đang vào Hà Nội. Tiếp đấy, hoặc là tiếng súng cao xạ nổ gian ở ngoài ô, hoặc là một khoảnh khắc im lặng, căng thẳng cho đến khi giọng người phát thanh viên trầm tĩnh vang lên, báo tin máy bay địch đã đi xa. Trong những ngày ấy, ngoài Bộ Chính trị và Tổ Y tế, không mấy ai biết được sức khỏe của Bác đang mỗi ngày một suy giảm. Ngay từ những năm 1966, sau chuyến đi thăm đồng bào tỉnh Thái Bình trở về, Bác đã bị liệt nhẹ nửa người bên trái, đi lại đã phải chống gậy. Được sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, kết hợp với sự rèn luyện phi thường của Bác, sức khỏe Bác dần dần hồi phục. Nhưng đó cũng là dấu hiệu đầu tiên, báo hiệu sự thiếu ổn định trong cơ thể người. Một buổi sáng, thiếu tá bác sĩ Nguyễn Gia Quyền, chủ nhiệm khoa giải phẫu Bệnh viện 108, trưởng phòng pháp y Cục Quân y, bác sĩ Lê Ngọc Mẫn, chủ nhiệm khoa nội tiết Bệnh viện Bạch Mai và bác sĩ Lê Điều, chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Việt Xô, được đồng chí Lê Đức Thọ triệu tập lên văn phòng Trung ương, giao nhiệm vụ sang Liên Xô học tập. Đồng chí Nguyễn Gia Quyền được cử làm tổ trưởng. Trong buổi giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Đức Thọ căn dặn, đây là một công việc tối mật, tất cả mọi việc chúng ta đều làm theo lời Bác, không giấu Bác điều gì. Nhưng riêng việc này tuyệt đối không được để Bác biết. Nếu biết, Bác sẽ buồn và sẽ không cho phép thực hiện kế hoạch. Đồng chí Lê Đức Thọ còn dặn thêm, ngay đối với vợ con cũng không được tiết lộ một chi tiết nào về nhiệm vụ của chuyến đi này. Ngày 2 tháng 9 năm 1967, chiếc xe Skoda của Tổng cục Đường sắt chở một tổ y tế lặng lẽ rời Hà Nội. Lúc ấy vào khoảng 6 giờ chiều, thành phố đã lên đèn, nhưng những dòng người đầu đội mũ rơm, vai mang súng vẫn qua lại náo nhiệt trên đường phố. Xen lẫn trong dòng người là những đoàn xe kéo pháo, xe chở hàng, phủ bạt kín mít, đầy bụi đường, ùn tắc lại ở lối rẽ xuống cầu phao Bắc ngang sông Hồng để lên phía Bắc. Xe chạy sang bờ Bắc sông Hồng thì trời ập tối. Tuy vậy, dấu vết tàn phá của những cuộc ném bom trong ngày vẫn còn hiện rõ ở hai bên đường. Khắp nơi, những người dân, những người lính đang sôi động chuẩn bị cho trận đánh ngày hôm sau. Hầu hết những đoàn xe, đoàn tàu hối hả đổ về phía Nam. Riêng chiếc Skoda chở tổ y tế thì cứ ngược mãi lên phía Bắc. Hồi đó được coi là hậu phương lớn của cả nước. Đến ga Đồng Đăng,
ba người lên tàu liên vận sang Bắc Kinh, đi Moscow. Đón đoàn tại nhà ga thủ đô Moscow có đồng chí là Zhukov, đại diện văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Đoàn được bố trí ăn nghỉ tại khách sạn tháng 10. Vừa mới đặt chân đến khách sạn, bạn đã mời đoàn làm việc ngay. Và ngày hôm sau, đoàn được đưa tới Viện Nghiên cứu Lăng Lenin để trao đổi về chương trình và kế hoạch học tập. Tại cuộc họp mặt này, đồng chí Viện trưởng Debov cho biết, chương trình học tập của đoàn gồm hai phần, lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết chủ yếu là đọc tài liệu ở viện. Phần thực hành do giáo sư Sarovatov, người đã tham gia ướp giữ thi hài Dimitrov, trực tiếp hướng dẫn. Ngày thứ hai, đồng chí Viện Phó Romakov dẫn đoàn vào lăng viếng Lenin. Và tiếp sau đó là những ngày học tập căng thẳng. Nước bạn đã dành hẳn cho đoàn phòng làm việc của đồng chí Viện Phó làm nơi nghiên cứu, đọc tài liệu, chủ yếu là các tài liệu về bảo quản thi thể từ cổ chí kim trên thế giới, mà tiêu biểu là Ai Cập, Liên Xô và Mỹ. Hết phần lý thuyết, đoàn được chuyển sang bộ phận dành riêng cho việc bảo quản thi thể do giáo sư Sarovatov phụ trách. Đối tượng nghiên cứu thực hành là thi thể của người già trên 60 tuổi. Vì thế, việc tìm kiếm thi thể ở lứa tuổi này rất khó khăn. Nhiều ngày trời lạnh, mưa tuyết phủ trắng trên các đường phố, đồng chí Sarovatov vẫn tìm đến các bệnh viện cách thủ đô 200-300 cây số để tìm kiếm tử thi cho đoàn thực tập. Biết rằng thời gian dành cho việc học tập không được nhiều, cả ba người đã dồn hết tâm lực vào những đường giao, mũi chỉ, tranh thủ học hỏi, cố gắng tiếp thu những kiến thức trong một lĩnh vực khoa học mới mẻ và phức tạp. Nhiều hôm, ba người đã phải làm việc suốt ngày trong phòng kín, không khí hết sức ngột ngạt, khó thở bởi mùi hóa chất xông lên nồng nặc. Ban ngày làm việc, học tập, đêm về khách sạn, đoàn lại tập trung trao đổi, rút kinh nghiệm, đọc thêm tài liệu. Ngày nào cũng dành thời gian nghe đài, theo dõi tin tức tổ quốc. Một ngày trôi qua yên tĩnh là một ngày nhẹ nhõm, nhưng không khỏi thấp thỏm những lo âu cho những ngày mới đến. Không ai bảo ai, nhưng cả ba đều lo có chuyện không hay xảy ra với bác trong khi họ đang còn ở Liên Xô. Cho đến ngày cuối cùng, lúc đã ngồi trên con tàu liên vận trở về Tổ quốc, ba người mới thở phào, yên dạ khi buổi sáng và buổi chiều, Đài Phát thanh Hà Nội vẫn chỉ báo tin chiến thắng. Nghe giọng người phát thanh viên, cả ba đều hiểu họ đã không về muộn và bác của chúng ta vẫn mạnh khỏe. Về hôm trước, hôm sau đoàn đến báo cáo tình hình kết quả học tập với đồng chí Nguyễn Lương Bằng, bây giờ là trưởng ban bảo vệ sức khỏe của bác. Sau 7 tháng trời học tập, thực hiện trên đất bạn, Tổ y tế đã có thể hoàn toàn đảm đương được công việc ướp giữ thi hài trong giai đoạn đầu, từ 15 đến 20 ngày. Giai đoạn tiếp theo, nước bạn sẽ trực tiếp sang giúp đỡ. Vì thế, Tổ y tế không nghiên cứu học tập quy trình bảo quản lâu dài. Tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong học tập và thực nghiệm. Tổ hứa với đồng chí Nguyễn Lương Bằng sẽ cố gắng tiếp tục nghiên cứu, kết hợp giữa phương pháp hiện đại của bạn với phương pháp cổ truyền của dân tộc. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình sức khỏe của bác, tổ được chia làm hai bộ phận. Bác sĩ Lê Ngọc Mẫn được vinh dự và phủ chủ tịch cùng với bác sĩ Nhữ Thế Bảo theo dõi và chăm sóc sức khỏe của bác. Đồng chí Nguyễn Gia Quyền và Lê Điều được thành lập tổ y tế đặc biệt nằm trong khoa giải phẫu bệnh lý bệnh viện 108 do Quân ủy Trung ương trực tiếp chỉ đạo. Buổi chiều ngày 19 tháng 8 năm 1968, bác sĩ Lê Ngọc Mẫn và phủ chủ tịch gặp bác. Lúc đó bác đang đi bộ từ nhà sàn sang nhà ăn. Nghe đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của bác giới thiệu. Tuy bác không hài lòng, nhưng bác vẫn ôn tồn bảo. Bác có một mình mà những hai bác sĩ. Trong khi đó nhân dân, bộ đội, trẻ em còn rất thiếu thầy thuốc. Ngừng một lát, bác nói tiếp. Nhưng bộ chính trị đã quyết thì bác nhận. Bác cũng nói trước cho chú biết. Người già trong lúc lâm bệnh thường khó tính. Các chú phải hết sức thông cảm cho bác. Từ hôm đó, bác sĩ Lê Ngọc Mẫn và bác sĩ Nhữ Thế Bảo thường xuyên có mặt bên cạnh bác. Cuối năm 1968, bác vẫn duy trì rất đều đặn nếp sinh hoạt và rèn luyện hàng ngày. Sáng 5:30, bác dậy xuống nhà hầm đánh răng, rửa mặt. Sau đó đi bộ sang nhà ăn, ăn sáng. Rồi tiếp khách và trở về nhà sàn làm việc. 11:30, bác lại sang nhà ăn, ăn trưa. Buổi chiều, bác thường tập thể dục, ném bóng, đi bách bộ theo đường mòn sang tận chùa Hội Đồng. Bác hết sức chú ý tới những hàng cây mọc hai bên đường, luôn luôn đặt câu hỏi về cây này, cây kia. Nhiều hôm trời nóng, bác vẫn không từ bỏ những cuộc đi bộ và thường thở dài bảo bác sĩ Mẫn. Mình đi chơi không mà còn toát mồ hôi, huống hồ là công nhân hầm lò, các pháo thủ trực chiến, cần phải lo nước giải khát cho họ.
luôn luôn quên mình, nghĩ đến dân, đến bộ đội là phẩm chất của Bác. 9 giờ ngày 2 tháng 9 năm 1969, Bác bị một cơn đau tim rất nặng. Các giáo sư, bác sĩ Việt Nam và Trung Quốc phải thực hiện cấp cứu cho Bác. Đến 9 giờ 47 phút, Thủ tướng Phạm Văn Đồng trào nước mắt. Thôi các đồng chí ạ, Bác của chúng ta không qua khỏi nữa rồi. Thế là 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969 truyền đến cho nhân loại một nỗi đau. Bác Hồ đã ra đi mãi mãi để cho đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Ngày lễ quốc khánh năm đó, đất nước vắng hình bóng Bác. Sau khi Bác qua đời, thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng và nhân dân Việt Nam, được sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô trước đây, đội ngũ cán bộ, bác sĩ của Việt Nam đã tiến hành nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong việc giữ gìn thi hài Bác có nhiều yếu tố, nhưng hai yếu tố quan trọng nhất là loại dung dịch dùng trong việc bảo quản và bộ quần áo đặc biệt. Thiếu tướng Cao Đình Kiếm kể, khoa học giữ gìn thi hài là một lĩnh vực rất mới, hết sức khó khăn, phức tạp. Trên thế giới chỉ có Liên Xô và hiện là Nga có. Vận dụng công nghệ này cũng chỉ có Việt Nam giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Triều Tiên giữ gìn thi hài lãnh đạo Kim Nhật Thành và con trai nhà lãnh đạo này là ông Kim Dung Y, tướng Kiếm cho hay. Bên cạnh đó, mặc dù trước đây Liên Xô dành cho chúng ta sự giúp đỡ toàn diện trong việc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác, song phía Liên Xô quản lý rất chặt công nghệ này theo quy chế bí mật quốc gia. Trong giai đoạn đầu, ta hoàn toàn nhờ vào chuyên gia Liên Xô, đặc biệt về y tế luôn có chuyên gia của bạn làm trực tiếp. Phía Liên Xô cũng giữ bí mật rất nghiêm, đặc biệt là về dung dịch đặc biệt, không cho các bác sĩ của chúng ta tiếp xúc. Tướng Kiếm kể và cho biết, rất may mắn là sau khi các chuyên gia Liên Xô làm xong thì việc thu dọn, vệ sinh lại giao cho Việt Nam. Chúng ta đã tận dụng dung dịch còn lại trên bông, gạc khi làm vệ sinh để nghiên cứu về loại dung dịch này. Qua quá trình quan sát trực tiếp như thế, ta tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm của bạn, kể cả những động tác cụ thể. Thiếu tướng Kiếm nói, theo lời Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khó khăn lớn nhất khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, toàn bộ chuyên gia của Liên Xô ở Lăng rút hết, kể cả chuyên gia y tế. Lúc đó chúng ta tưởng chừng như không thể để Lăng hoạt động được nữa vì công trình lớn đó hoàn toàn do Liên Xô viện trợ. Nhưng lúc này cũng chính là lúc khẳng định ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của ta vươn lên. Tới đầu năm 1992, phía bạn đồng ý chuyển giao số dung dịch hiện có cho Việt Nam để phục vụ cho công tác y tế giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là tiền đề để các bác sĩ Việt Nam vươn lên làm chủ nhiệm vụ bảo vệ thi hài Bác. Đây là cơ hội để chúng ta công khai lấy dung dịch đó để nghiên cứu, để nếu bạn không cung cấp thì ta tự sản xuất, tự chế. Và chúng ta đã làm được điều đó. Đó là vấn đề về khoa học chứ không đơn giản. Tiếp đó, chúng ta đã đàm phán từng bước thuyết phục. Đến tháng 6 năm 2003, phía Liên bang Nga đã đồng ý pha chế loại dung dịch đặc biệt tại Việt Nam và đến đầu năm 2004 thì pha chế thành công. Lúc đó, phía bạn yêu cầu sau khi pha chế xong phải đem về Nga kiểm tra có đủ tiêu chuẩn hay không rồi mới sử dụng. Quá trình đi lại khá phức tạp, nhất là trong bối cảnh lúc đó chúng ta vẫn đang mua dung dịch hàng năm. Đến năm 2005 thì bạn mới đồng ý để ta pha chế và kiểm tra ngay tại Việt Nam. Như vậy sau 2 năm, chúng ta đã tiếp cận được công nghệ pha chế dung dịch tại Việt Nam. Tướng Kiếm cho hay, đến nay chúng ta đã 15 lần pha chế thành công dung dịch đặc biệt sử dụng trực tiếp cho việc giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một công nghệ quan trọng nữa trong công tác giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là bộ quần áo đặc biệt. Theo Tướng Kiếm, một trong những nội dung quan trọng nhất đó là bảo đảm công tác y sinh, trong đó có nhiệm vụ sản xuất bộ quần áo đặc biệt tại Việt Nam. Từ chủ trương đó, cùng với nhiều năm dày công nghiên cứu khoa học của các chuyên gia Việt Nam về kết cấu vải, chúng ta đã tìm ra được loại vải của Việt Nam có đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu, kết hợp với các nhà máy tại Việt Nam sản xuất theo kinh nghiệm, đồng thời đàm phán với Trung tâm Y sinh Moscow tìm đối tác chuyển giao công nghệ. Sau quá trình đàm phán, được sự đồng ý của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2013, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ban Quản lý Lăng
với Viện Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Cao su Liên bang Nga về chuyển giao công nghệ sản xuất bộ quần áo đặc biệt, dự án VN01. Đây là dự án xây dựng một cơ sở để sản xuất vải và bộ quần áo đặc biệt theo công nghệ của Liên bang Nga tại Việt Nam. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, ngày 26 tháng 7 năm 2018, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đơn vị đã tiến hành nghiệm thu, đánh giá và kết luận dự án VN01 đã hoàn thành xuất sắc, đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật của nhiệm vụ đặc biệt. Tới ngày 16 tháng 1 năm 2019 vừa qua, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự án đã được Bộ Quốc phòng tiếp nhận, bàn giao cho Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng quản lý, vận hành phục vụ cho nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác. Theo tướng Kiếm, dự án VN01 hoàn thành và đưa vào sử dụng là bước phát triển vượt bậc về công nghệ. Đây là điểm mốc quan trọng đánh dấu kết quả to lớn của quá trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học, khẳng định từ nay ta có đủ khả năng làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định và cho biết, ngoài việc may một bộ quần áo đặc biệt cho việc giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, công nghệ này còn được chúng ta ứng dụng sản xuất phục vụ dân dụng, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng.